Dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Dạ nam mô a di đà phật. À, Cư sĩ quốc Tạo cùng với chú ba tu. Xin mến chào toàn thể ừ. quý bà con của bác kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ kính thưa quý vị, thì đến hẹn lại lên, thì quốc Tạo lại đến đủ duyên đến thăm chú ba, thì để hỏi chú ba chia sẻ về giáo lý của phật giáo hòa hảo để chúng ta ngậm nghĩ và chúng ta tu hành. Thì à, kính thưa quý vị, thì à, xin dạ kính thưa chú ba con xin hỏi chú ba hai câu giảng của đức quỳnh giáo chủ là hai câu là bệnh ôn dịch thường hay ói mửa mà dương trần chẳng, chẳng chịu kiên về dạ thì xin chú ba diễn giải cho mọi người đồng nghe để tu hành và dạ, nam mô a di đà phật dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật kính thưa toàn thể cô bác anh chị trên cộng đồng mạng cũng như đồng đạo thân mến hôm nay chúng tôi rất lấy làm vui là tại vì Cách đây cũng thời gian 3 tháng mấy, gần 4 tháng rồi. Chú giáo tôi thì không có thể gần gũi với nhau để tiếp cận mà trao đổi qua giáo lý của Đức Thầy để cùng chia sẻ với cô bác anh chị. Vì chúng tôi nghĩ rằng trách nhiệm của mỗi người tín đồ dù hiểu ít hoặc là hiểu nhiều như chúng tôi đi. Hiểu như chúng tôi ít thôi cũng được. nữa Nhưng mà chúng ta phải nhớ lời Đức Thầy dạy là tầm sức nhỏ còn là nên kén người không lo có thẹn hay chăng. đối với chúng tôi là một cư sĩ nhưng mà tâm của chúng tôi quyết là đeo đuổi cái chánh pháp của đức thầy cũng như đức phật thích ca mâu ni là quyết làm sao để mình cùng chư bồ tát và chư thánh chúng đồng đăng cảnh giới niết bàn hầu làm cho trọn niềm tin của một người cư sĩ đối với giáo lý một người tín đồ không thẹn với ông bà, tổ tiên, cha mẹ và làm thế nào để cứu giới tất cả mọi người đều thoát khỏi mê đồ để giảng sanh cực lạc đó là niềm tin mà chúng tôi đã tin tưởng rằng trong cuộc đời hành đạo của tôi và tất cả cô bác anh chị chúng ta phải có một niềm tin ấy vì tất cả những gì mà mình có niềm tin thì mình mới là đem lại hạnh phúc chung cho tất cả mọi người vì thế mong cô bác anh chị quan hệ ha chúng tôi nói có điều chi sẽ sức thì mong quý vị cũng bổ chính thêm qua câu hỏi của quốc tạo là bệnh ông dịch thường hai ói mửa mà dân trần chẳng, chẳng chịu kiên dè đó à, cho nên là quý vị ra tin nhớ chỗ này thì hồi nãy đó, thì mình cũng có trình bày với cô bác anh chị rồi trong cái khi bức phật thầy tây an đó, mà ra đời mở đạo ngày đã đem lại cái sức sống cho toàn thể cô bác anh chị rồi nhưng mà tại vì anh chị, chị em đồng đạo chúng ta không tin và còn uh, quá thờ ơ trước cái những cái thảm quả đó cũng như trong thời gian đức phật thầy tây an đi uh, trong thời gian ngày đi là trị bệnh từ tòng sơn đến long uh, uh, kiến uh, hoặc chùa sổ môn rồi uh, cô bác đồng đạo chúng ta đó là được, được ngày đó là cùng nhau chia sẻ và cùng nhau gánh giác và cùng nhau để đem cái quyền diệu của người để mà độ cho tất cả cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta đã được tù Và từ khi đức phật thầy tây an duyên tịch ở tại là thới sơn rồi tới hôm nay nói thật sự cô bác anh chị mình còn được bao nhiêu người để cung phụng giáo lý của ngài đó cho nên Đức thầy mới buồn đó đức thầy mới than và trải nghiệm lại cuộc đời của Đức Thầy cũng thế. Trong năm 1939, Đức Thầy ra đời mở đạo. Sau năm ất dậu, thì bệnh dịch cũng lan tràn ở khắp cả là mọi nơi trong miền Nam Đức Việt. Đức Thầy mới dùng cái quyền diệu của tiên gia độ bệnh cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh và cảm lòng tự bi của chư vị trên trăm quan. Nhưng mà khi hết bệnh rồi, từ năm 1939 đến nay là 2021, đồng đạo chúng ta có thực hiện những gì trong giáo điều của Đức Thầy đã dạy hay là chưa? Nếu mà chúng tôi và quý vị đó là chưa được làm được thì chúng ta nên nhớ cái câu quốc tạo hỏi, bình không ôn dịch thường hay ói mửa. Mà tại sao chúng ta không thấy cái bệnh là vừa qua đã đem lại cái sự khổ đau của nhân loại như thế nào? rồi chúng ta không chịu đồng hành trên bước đường là triệt để, tuân theo giáo lý của đức thầy, thì coi như chúng tôi và quý vị có hổ thẹn với đức thầy hay là không là chính mình là người đã chấp tay nguyện trước bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà để cùng quý y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, nó cái này là cái chỗ là mình phải cố gắng là cô bác thấy không? cho nên quý vị thấy đó. À, chúng tôi không phải là chúng tôi là người đã à, hiểu thăm về giáo lý nhưng chúng tôi suy tư rằng chính vì đồng đạo của chúng ta quá thờ ở lãnh đạm cho nên bệnh dịch này không thể nào chúng ta là à, không bị nó đeo đeo, đeo, đeo đeo mang cái này là bệnh thiên thời đồng đạo mới hỏi là thiên thời dạ, dạ. bị ói, ói mửa ói mửa là thiên thời mà tại vì tại sao mà chúng ta phải có căn bệnh đó Là tại vì đồng đạo chúng ta không là để tâm vào chỗ quyền diệu của những chư vị Bồ Tát Đã vì tất cả đồng đạo nhân sinh mà hy sinh bản thân của các ngài Nhen? Lâm thà phàm từ cõi trời đau lợi Lâm phàm xuống thế gian này để chi Mà Đức Thầy nói ta chịu khổ Khổ cho ba tánh đó như chỗ đó là đồng đạo thấy thương thầy không? Nghe không? Nếu mà chúng ta thấy thương thầy thì chúng ta phải cố gắng làm như thế nào đi? Phải diệu dụng tinh thần của chính mình. Phải làm thế nào để bảo toàn được chánh pháp? Vì có chánh pháp được hưng truyền thì đồng đạo chúng ta mới thấy rằng nền đạo đó đã phát huy được nội lực. Còn nếu đồng đạo chúng tôi và quý vị để cho giáo lý của đức thầy ngang lu mờ trong dĩ giảng cô bác ơi chúng ta có thẹn hay chăng có thẹn hay không vì thế nên tôi rất lấy làm à, à, buồn là khi đồng đạo quốc tạo đã hỏi à, à, đồng đạo quốc tạo nhắc lại đi đồng đạo quốc tạo ừ. câu sao À, à. Yeah. Yeah. À, cho nên Đức thầy Đức Phật Tạo đã hỏi đó là bệnh ôn dịch à, à, cũng đừng mời thỉnh không, bệnh, không. Dịch có à, thường hai ói mửa dạ. à, bệnh ôn dịch thường hai ói mửa dạ. mà Dương Trần chẳng kiệu kiên dè dạ. à, kiên dè là gì kiên dè là chúng ta không sợ đó Nha. không sợ chúng ta mới 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 kiên dè dạ, dạ. là chúng ta không sợ chúng ta mới mới không kiên mấy 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 là kiên dè bây giờ chúng ta sợ đi Nha. thì chúng ta phải cố gắng thực hành đừng có kiên dị Nói ôi con Phật cũng ra đời Ông mở đạo cái ông làm cho tôi hết bệnh là thôi Thấy không cái này có không Chắc có rồi đó ha Cho nên á năm 2000 mà không có Không có cái vụ mà 2000 rồi cái cô bác đồng đạo chúng ta bỏ ăn chay Rồi theo danh lợi ha Đủ hết trơn trời thì cô bác anh chị thấy rõ ràng không Chúng tôi xin lặp lại để quý vị thấy đó Cách đây chừng mấy mươi năm thôi Năm 2000 ở đây là nhiêu rồi Mới có à, Mười mấy năm à, mười... Mười mấy năm, hai mấy năm vậy? Hai à, mươi năm à. mà Mà hai mươi năm rồi thì cái người cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Mà để tóc đó, ăn chay đó Có được một phần nào của giới thời gian hai ngàn không? À, cái này tôi hỏi quý vị thiệt nha Quý vị đi hết đi ha Hết các tỉnh này qua tỉnh kia coi Bây giờ đồng đạo của chúng ta Có giữ gìn giới lực hay là không giữ gìn giới lực Tại vì quý vị thấy đó Cái đời này nè dễ bị văn minh mà thầy nói à, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa học thói mới lăn lòn theo sở dục quý vị thấy ham quá à, à ta mặn nè ăn dầu tu cũng gì nữa tôi thấy mấy em tu đó nghe cũng gì nữa tự nhiên tự nhiên cái nó giàu lên bất tử à nó có xe nhà lầu nó có xe hơi quý vị thấy không rõ ràng là chỗ này các em đó ăn dầu tôi nói mà nó đụng với các em nghe các em của quan hỷ đừng có quánh tôi nha mà quánh lại cái tâm của quý vị đó nghe coi có bị làm xói mòn trong nền Phật pháp hay là không nếu có xói mòn đó thì A Di Đà Phật phải ăn năn cải hối như thầy nói hoài đầu nghe hoài đầu để ăn năn nghe thì có thức thầy dắt dùm còn quý vị không hoài đầu thì thôi nghe chắc là diêm chúa dắt quá nó thật sự đó là, cái này cho nên chúng tôi muốn làm sao khi quốc tạo đã hỏi chúng tôi rất lấy là làm mừng mừng là tại vì mà, cái câu hỏi đó mình phải lặp lại lặp đi lặp lại để mình nói mới được như thật tạo hỏi là bệnh ông dịch thường hai ói mửa mà dương trần chẳng chịu kiên về à? tức là không chịu kiên cử mà đi đến không à ?pot. kể dịch thì mình dịch mày kể mày đi tao ham tao mặn quá giàu rồi tao không sợ dịch nữa dịch ơi ha, thì không được phải không mà bây giờ ai di đà phật khi ta thấy được rồi thì cô bác anh chị mình phải che nánh. có nghĩa là phải tránh phải né ha vì văn minh cám dỗ loài người mà đức thầy đã nói à, bây giờ nay là văn minh thật sự quý vị thấy không sau 2000 rồi có một số cô bác ta nói này là tôi buồn cười thôi mà tôi không dám nói người ta. Tên nay ông ba ơi, bây giờ giống đời thượng cổ quá. À. Tôi nói cổ cái nào đâu không biết cổ nha Mà tôi thấy chỗ này là Nó cám dỗ chứ không có cổ Nó cám dỗ ừ. không Nó, nó cám dỗ cho nó không có cổ Cô bác thấy cổ sao tôi không biết đâu nó nói, Trời ơi hồi xưa ha Ông cha tôi nghe Vô trong đồng anh, Cài sâu cuốc bẩm gần thấy mồ luôn anh. Đem lúa về xây giả ăn gần chết Mới có được hạt gạo ăn Bây giờ ông ba thấy không ha, Tôi nói alo Đem tôi 50kg gạo Đem dùng tớn buồn đổ cho tôi anh, Củi ấy hồi xưa ông bà đó mình vẽ thấy mồ luôn ha, còn giờ mấy đem nhỏ nó đấy, alo cho tôi đem vô tôn thức củi trong nhà rồi anh đem vô tới bếp chắc luôn. Mà tất cả những cái gì hết, chứ không phải nói là là cái gạo và củi không, nè à, nước mắm nè, rồi tới đá lửa quẹt nè, à, rồi đó cô bác mình chị thấy không, cầm hai cục đá với một miếng nhúm gòn, cạch 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 bốn năm cái mới chai lên, bây giờ có không? có cợt không, không có cợt. Quẹt cái chách rồi trái lên, nhím lửa nấu cơm. Rồi cái à, à, quần áo khỏi giá, bạn hơi cũ cũ cái dục. Nha, quý thì thấy không? Đó là gì đó là cái bị giam văn minh cám dỗ loài người trong cái chỗ là à, giàu. Nha, quá xá đi, sung sướng quá xá đi mà thầy nói sao? Quá sung sướng rồi quên đạo ngợi. nghe không? Quá rồi cô bác anh chị ơi, thôi bây giờ hôm nay quắc tạo hỏi cái nào này tôi thấy chỗ này tôi quá vui nha? cho nên dù vui là vui nhưng mà vui trong cái chỗ mình à, lấy tin cái tâm mình để trao đổi cho bác anh chị nhưng mà có một số cô bác nào hay là các em nhỏ mà cư sĩ nào mà đã thấu chuyển đó, thì thôi giờ hoài đầu nghe tiếng chuông linh cho người trong mộng tỉnh lần giấc mê Dán đi cô bác anh chị còn có là hơi thở sau cùng thôi đồng đạo chúng ta thở ra hết vào mà không được rồi thì a à, thì ô ô ô ô hô tam thốn nhất thời thiên thu tại ngoại phải không quý vị thì thôi chi cho bằng ta sớm lo toan dình giới lực nghe kinh trọng phật đến lâm chung quả lành đau mất cõi tây phương chư phật đợi chờ ngon lành cô bác ơi quả đã thấy không đã thật sự còn nếu mà chúng ta không hoài đầu nghe tiếng chuông linh thì diêm chúa rước dưới khổ lắm tôi coi phim tôi thấy đó không biết nó có thể có giả gì tôi không biết chứ tôi thấy xuống dưới địa phụ khổ lắm ngu đầu mở diện dắt xuống rồi nó quánh nó đập rồi nó còn là mấy ổng còn là để vô trong chậu dầu để vô trong cối mà xây hoặc là ôm cục đồng trái da trái thịt nữa cô bác ơi khổ lắm thấy không thôi chơi cho bằng hôm nay chúng tôi và quý vị nên giác ngộ và hãy tỉnh thức nên trong cái thời gian mặt trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này vì có mạt pháp rồi đó đồng đạo chúng ta tu mới đạt được à, kết quả và viên mãn quý vị thấy không mình không phải mình nói à, dẫn theo câu giảng đức thầy để một khuyến khích quý vị đó từ xưa nay có mấy ai ai thành nói mình thôi nghe chứ không nói người khác nghe nói mình thôi nói cô bác anh chị chỉ nói tu thôi nghe. đừng nói một chỗ người khác không chịu nên không được mà thầy nói đó từ xưa nay có mấy ai thành bởi chữ tu liền với chữ hành hành bắt chánh người đời mới nói phải không cô bác nó bây giờ mình làm từ thiện đi mình uh, xin được trăm đồng đi trăm ngàn nhé mình đem hết trăm ngàn mình làm đi ai nói mình nói mình xin trăm ngàn làm mười ngàn còn chín trăm ngàn bỏ túi không được à cái đó là cái nguy hiểm nhất là cái tham mà chính là mình không phải tham là do thân tướng tâm của mình đã tham Hiểu không? Biết không cái ông thân này nè khổ lắm Ông không được làm chủ ổng đâu Hiểu không nhưng mà mình phải làm sao cái thân mình làm chủ mới được thấy không Bởi vì có thân phải giữ lấy thân mà quý vị thấy không đức thầy nói rồi cho nên mình không nghi nan như lời của là đồng đạo quốc tạo hỏi mà mình có một niềm tin vững chắc là tôi làm tôi có thân phải giữ lấy thân mà đức thầy nói tu theo lối cũ mau gần gì cô bác và dạ, tu theo lối cụ mau gần diêm dương mà nãy tôi nói cái vụ ông diêm dương này mà ông đem dưới rồi cái nấu dầu không bánh đập này kia nọ đó là cái chỗ đó khổ lắm mà bây giờ cô bác anh chị mình nhớ kỹ rằng ở đời nó có hết nhất nhật thiên, à, tại tù thiên thu tại ngoài thôi ở trên dương thế này chúng ta ở tù một bữa thôi bằng ở ngoài đời tới một năm có gì thấy không mà bây giờ tôi và đồng đạo mình có ở, ở tù không? Có không? Bây giờ nó có không mấy được nè Mà cô bác anh chị nào nói rằng tôi không có ở trong tù là không được Quý vị thấy đồng thời thầy nói, nói cho mấy tôi nha Tôi đọc thầy đó là nó, tôi nói là nói ý của thầy nói thôi nó. Ở thế gian Quý vị thấy rõ ràng nè Ở thế gian giường thể trốn ao tù Trong biển khổ mấy ai mà thác đặng có không cô bác không đồng đạo chúng ta hiện giờ sống như thế nào chơi rơi trên biển cả nếu mà không có bị bão á thì đồng đạo chúng ta được vào bờ mà nếu có bão rồi thì đồng đạo chúng ta phải như thế nào dạ chìm xuồng chìm ghe không? cá mập nuốt nè vô học khỏi vô học năm chèo phải không có gì thấy không người ta nói có năm chèo vậy mà tôi chưa biết thấy tôi chưa biết nè mà tôi thấy bây giờ cá mập thường xuyên ở là trên biển nha bây giờ nói dù cá mập đi cô bác anh chị yeah, yeah. cá mập đi bây giờ mình không tu tu mà không đâu không ngon lành nha yeah. nhưng mà thiền thiền chúng ta đã bị chơi dơ trên biển cả chìm xuống rồi thì cá mập nuốt tuốt à thấy không Chứ đừng nói dù ông nông chèo biết có không rồi cái mình có tội với thầy nữa phải không yeah, yeah. chừng nào có của ông nông chèo thì mình tính còn này giờ có cá mập rồi cá gán đi gán tu đừng cho cá mập nuốt mình <laughs> thì thì cô bác anh chị mình tôi tin tưởng rằng là chúng ta đã thành công viên mãn trên bước đường tu tập của chính mình với hai câu giảng này tuy là cái nó không có đầy nó không có đem lại cái sự là trình bày sâu kín hơn nhưng mà chúng tôi thấy quốc tạo hỏi rất là à, ăn ý với, 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 mình là cháu nói rằng là bệnh ôn dịch thường hay ói mửa là đức quốc tạo muốn hỏi mình hồi thời gian trước này từ năm 1949 tới một ngày đức thầy ra đời năm 45 54 gì đó Nó có bệnh dịch này hay là không Dạ thưa có hết Chúng tôi xin nói với quý vị là có hết Nhưng mà đồng đạo chúng ta không, không chịu kiên về là không giữ gìn giữ lực Chứ không phải kiên dè là chúng ta nghi ngại nha nó thật sự cô bác anh chị đó là không kiên là không kiên dè là chúng tôi và đồng đạo không giữ gìn giữ lực của đức thầy mà thôi chớ bây giờ đồng đạo chúng ta giữ gìn giữ lực rồi đó thì chúng tôi tin tưởng rằng không có gì mà đem lại cái sự không không tốt đẹp đâu cũng như ông thanh tánh sĩ ở bên tàu đó quý vị biết không ông là một người tu giữ gìn giới lực tôn nghiêm nhưng mà ông vua ông chớ à, ông vua ông chớ đó ai mà người ăn chay ở ai là người không ăn chay không giữ giới lực Nha thì à, ba ngày sau cho tôi biết là tôi sẽ phong à, đắc đài cho quý cho tất cả mọi người đó được được, được là uh, hưởng trong sự phồ, phồn vinh của của vua bà bàn nha là cái nói một chuyện của thành sĩ đó quý vị rồi cái bắt đầu cái, cái cô bác mình uh, trong cái thời gian đó đó nghe nói trời ngồi có uh, lập bẩm bổ, của vua ba nghe khoái mấy cái mồ luôn bỏ hết trơn không ăn chay cô bác anh chị không giữ giới nữa quý vị ơi Nó khổ sức không cái ông vua này á ông có một cái tâm lành lắm, ông mới đi đến nhà của ông thanh thánh sĩ á, ông mới hỏi thì ông thanh sĩ ông trình bày với cái nguyên văn tu như thế nào, cho nên ông mới là trở lại, ngang ông mới ra cái 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 cái, cái, cái mà chỉ dụ khác, ông nói á, thôi, hỏng lỡ rồi, nói lỡ rồi, bây giờ ai mà giữ gìn giới luật, à, thì tôi sẽ à, thông chức cho và hưởng lộc triều đình quý vị thấy không lỡ lỡ bữa hổm ghi sổ lãnh lãnh đất lãnh, lãnh cát lãnh tiền lãnh bạc hết rồi bữa nay đâu có đâu có ai dám dám vô nữa quý vị ai dám ghi vô nữa đâu vì thế mà ông vua này ông mới định đòi ông thanh đánh sĩ tại sao tôi đã kêu ông bỏ đi giới lực thì tôi phong cho ông đất cát mà ông không chịu nghe lời mà ông là năng năng biết một phải giữ gìn giữ lực thì hôm nay là tội phải chém đầu. Quý vị thấy không? Trong thanh sĩ này ông không ông mới nói được tùy bệ hạ, bệ hạ muốn sao cũng được vì tôi là à, à, bệ hạ biết không? Nếu là bệ hạ là một người một vị là một minh quân thì bệ hạ ra một cái chỉ dụ gì đó mà đúng theo lời của Phật dạy thì tôi nghe lời. Mà bệ hạ à, nói không đúng theo lời của Phật dạy, biểu tôi phải phạm bôi chai phá giới phải không thì tôi không khi nào tôi làm được thà là tôi chết để cho bệ hạ được vui nó có gì thấy không cái tự nhiên cái cái đức vua mới phán quyết rằng vậy là hay thai cho khanh đã giữ được lời của phật dạy mới ba bà, mới ban bố cái tứ phẩm cho ông thanh tánh sĩ không có gì thấy không rõ ràng không thì cái mẫu chuyện này tôi đọc có lời, lộn đi lộn lợi là do tôi bỏ lâu nha cô bắt thông cảm Miễn quý vị biết ông thanh tánh sĩ rồi thì quý vị thấy tha thứ cho tôi yeah. cho nên mình thấy rõ ràng đó nếu mà hôm nay mình cũng vậy thôi nếu mà cô bác đồng đạo của chúng ta hôm nay giàu có gặp cái cảnh là à, thế gian này nó có là nhiều cái phức tạp cho cuộc sống của mình yeah. như thế nào đó một là chúng ta đã vì cái quyền cao tước trọng vì cái sự ham muốn phồn vinh hay là cái gì để đem lại hạnh phúc cho mình mà mình quên đi cái lời thầy dạy thì không được. trước thầy dạy sao cô bác trước thầy nói đó ham công danh quên chữ sanh thành mến phú quý quên câu dưỡng dục cô bác ơi tội lắm thấy không mình ham cái danh này làm chi rồi mình bỏ nguồn gốc nè. Tôi nói không phải là quý vị ham công danh mà bỏ ông cha của mình đâu ủa bỏ cha mẹ mình đâu mà ham công danh này đó hiện tại ở trên thế gian này trong thời kỳ mã pháp này là quý vị bỏ đi nguồn gốc của cha ông hồi đời xưa lắm giống hồng lạc mà quý vị nghe thầy mình nói rồi dân ta là giống hồng bàn không còn lăn loạn à, hung bạo lăn làng như như ừ. xưa nó mà tại vì quý vị không chịu nghe lời thầy. thầy phải nghe lời thầy thì mình đâu có ham ham danh mà đây thầy nói ham công danh quên chữ sanh thành tức là mình ham công danh là quên đi ân nghĩa của tổ tiên ông bà cha mẹ nó nói đến tổ tiên là nói sao là tại vì chúng ta là người sống sống trên thế gian này thì phải trước hết là phải biết ân tổ tiên Đó. mà muốn biết được ân tổ tiên rồi chúng ta mới có cái trách nhiệm bổn phận là báo đáp thăm ân của cha mẹ à, thì, thì chúng ta đâu có tội không mà tại vì chúng ta quên cái sự giàu sang sung sướng ở trong cái thời kỳ hạ nguyên mạc pháp này rồi. ngang rồi chúng ta quên đi cái nguồn gốc của người xưa để lại những gì trong ký ức của chính mình. Thì thôi hôm nay để trở lại cái câu giảng này. Chúng tôi cũng mong sao cô bác anh chị của mình như quốc tạo hỏi đây là quốc tạo muốn gợi lại cái bệnh ói mửa này hồi thời nào mới được chứ không phải thời kỳ này còn bệnh dịch bây giờ thì nó khác bị corona này nó khác nghe không có gì thấy rõ ràng nó không ói không mửa không? mà nó chỉ ăn vào tim phổi của những người có bệnh nền nó cô bác chị thấy rõ ràng chỗ này còn chỗ quốc tạo hỏi đây là hỏi ngày xưa quốc tạo muốn gợi lại cái ý ngày trước đó. chứ không phải là quốc tạo muốn hỏi cái bệnh dịch này là có nghĩa là muốn hỏi làm sao tại làm sao mà có bệnh ói mày ói, ói ói mửa nghe chứ không phải là bệnh dịch corona. Mong cô bác anh chị cũng quan hệ chỗ này. Nếu mà chúng ta, Đức Thầy nói rồi đó, nếu chúng ta muốn biết được là thì chúng ta nhớ là Thầy dạy. Đời phải biết suy kim, nghiệm cổ, thông cơ đồ mới dựng nghiệp thánh hiền. Bởi vì giáo lý Đức Thầy à, ra đời hôm nay là gần 90 năm. Giáo lý và sự truyền đạo của Đức Phật Thầy Tây An trên 100 năm rồi mà đồng đạo của chúng ta đã xếp vào hành trang để lên cái tam bảo không à ha à, để trong tủ không à ít có ai ít có ai ngó thấy những gì mà đức thầy đã dạy đó cho nên đức thầy thang một trăm mới đặng ối thôi mười người đó là đức thầy ông là phật thầy tây an ông thang ông nói ngày nay bổn đạo thì đông ngày sau trở lại à, xuồng dông không đầy đó là cái chỗ mà hôm nay và ngày xưa như thế nào tại vì hồi thời gian mới ra đời mở đạo thì ô thôi bệnh ôn dịch ai cũng tu hết tu hết trơn luôn cũng như mình muốn nói lại thời gian năm 2000 đi cũng vậy luôn nó đồng đạo chúng tôi xin nhắc lại cái chỗ này chút tí thôi để đồng đạo thấy ta cho thấy chúng ta phải là dông ân bội nghĩa với giáo lý hay không nếu mà đã dông ân bội nghĩa với giáo lý của thầy đó thì thôi chúng ta hãy cố tìm lại có nghĩa là ôn cố mà người xưa đã nói đó người ta viết cái bài thôi người ta đấy ôn cố tri tân tức là hãy hồi tưởng chuyện ngày xưa để hôm nay chúng ta cùng nhau tu tập và cùng nhau làm hành trang để chúng ta đồng bước đi trên đường về cõi phật thì đó mới là trách nhiệm chung của toàn thể cô bác đồng đạo chúng ta không ngần ngại khi gặp được đức thầy à, chúng tôi xin nói à không biết chừng nào gặp nhưng mà quý vị không có hành trang thì quý vị không thể nào gặp mà chúng ta có gối gắm hành trang y sinh cuộc đời giữ gìn giới lực giữ gìn kim ngôn của thầy và làm cho trọn vẹn một tín đồ vì đất nước vì dân tộc thì chúng ta mới kiến diện được ngài mà trong kiến diện được Ngài, Ngài vui lắm nha Ngài vui lắm Cho nên Ngài đã nói với ông Út và bà Út đó Là ông Út bà Úc, Không đừng nên lo lắng Tôi về Thì tôi sẽ, Khi tôi về tôi sẽ biết ai Là người có tu hay là không tu Theo đạo của tôi Thì bây giờ bà Út nên nhớ kỹ đó Hai bên gia giác của ông và bà Út Đã có Long Thần và Hộ Pháp Nha cho nên trong giảng xưa, giảng một thầy nó đó là lưỡng thần ghi chép liên miên nào tội nào phước dưới miền trần gian cô bác ơi đây là cái trách nhiệm nè hôm gài tôi cũng không thuộc thuộc nhưng mà nó tự nhiên sau vài bữa nay tôi nhớ ra chỗ này nó là thầy nói gõ gàng luôn á nha gõ gàng nha. mà tại vì chúng ta thường thường chúng ta nam mong đại thế chí bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát cái chúng ta không nhớ đây là hai vị này là long thần nha, không nhớ long thần hộ pháp mà long thần hộ pháp là gì và những người cận kề theo đồng đạo chúng ta mà được thầy nói đó là à, đồng đạo chúng ta niệm phật mà phật thầy nói đó là à, nếu mà niệm phật được là à, có long thần hộ pháp thường thường ẩn ẩm à, thường thường ủng hộ bên, mình, bên mình, mình mộ khang tức là chúng ta đừng có nên đừng nên suy nghĩ quá và chúng ta hãy nhớ lại coi đó tức là ôm cố mà người xưa nói hai chữ thôi ba chữ ha Ôm cố tri tăng bốn chữ thì bây giờ trong ông cố đó là do ông cố là nhớ lại ký ức ngày xưa Phật Thầy Tế An đã truyền đạo như thế nào. Nhớ lại lời của Đức Thầy chúng ta truyền đạo cách đây trên 80 năm như thế nào khi Ngài đã nói Nhân thân ta giàu lắm đoạn trường cũng làm cho dạng chữ thương nhân loài. Kính chúc quý vị hãy theo đòi nghiêng bút của Đức Thầy đã để. Hãy coi từ chữ và ghi nhớ từ nét mà người đã ra đi ăn cần để lại cho chúng ta như thế nào ra đi để lại một bài cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng a di đà